Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ thổ lộ một vài tâm tư cũng như một vài cái suy nghĩ cũng như là cảm niệm về những chú cún hay là những chú chó trung thành. Chó là một người bạn trung thành. Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng biết chó là một con vật đáng yêu và rất hữu ích đối với con người. Nhiều người xem chúng như dũng sĩ giữ nhà. Một số người còn xem chó là một người bạn trung thành. Nhưng chúng ta có biết rõ về chó chưa? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu về con vật đáng yêu này. Chó là giống vật nuôi đầu tiên được con người thuần hóa cách đây hơn 12.000 năm. Vào thời kỳ đồ đá, tổ tiên của loài chó bao gồm cả cáo và chó sói. Còn loài chó như hiện nay chúng ta thấy đã được tiến hóa từ một loài chó nhỏ màu xám. Chó là loài động vật bốn chân, ăn tạp. Kích thước trung bình của chó dài khoảng 40-160cm. Mắt chó có đến 3 mí. Một mí trên, một mí dưới và mí thứ ba nằm ở giữa, hơi sâu vào bên trong, giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn. Tai của chúng rất thính, có thể nhận được 35.000 âm rung chỉ trong một giây. Khứu giác của chúng cũng rất thính nhưng tai. Người ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn ở đâu đó trong nhà bếp, nhưng chó thì có thể phân biệt từng gia vị trong nồi. Thậm chí những chú chó săn còn tìm ra những cây nấm con nằm sâu trong rừng, vì chúng có thể phân biệt gần 220 triệu mùi. Chi kiểu có ngón, chi trước 5 ngón, chi sau 4 ngón, ngón có vuốt nhưng không có rút được. Vì vậy nên chó không leo trèo và khó giữ mồi lâu. Chó chạy xa và mềm. Chân dài, não chó rất phát triển. Chó phân biệt là vật thể đầu tiên và dựa vào chuyển động, rồi sau đó đến ánh sáng và cuối cùng là hình dạng. Vì thế thị giác của chúng rất kém, chỉ nhìn thấy hai màu đen và trắng. Ta có thể thấy vào mùa đông lạnh, thỉnh thoảng chó nghe. Chó hay đuôi che đuôi, lấy cái mũi ướt át. Đấy là cách chúng giữ ấm cho mình. Màu sắc lông đa dạng. Chó có đến hai lớp lông. Lớp lông bên ngoài như chúng ta đã thấy, còn lớp lông lót bên trong cho chúng giữ ấm, khô ráo trong những ngày mưa rét. Thậm chí còn có nhiệm vụ hạ nhiệt trong những ngày oi bức. Chó con mới sinh ra thì mắt nhắm. Một tháng sau, nó mới mở mắt và bắt đầu đi đứng được. Lúc mới ra đời, chó không có răng, nhưng chỉ sau 4 tuần đã có thể có 28 chiếc răng. Bộ hàm đầy đủ của loại thú này là 42 chiếc. Chúng ta phải thừa nhận một cách chắc chắn rằng chó là một con vật đa năng. Chó giữ nhà, chó cảnh, chó săn bắt, chó thể thao, chó nghiệp vụ. Chó nghiệp vụ lại được đào tạo chuyên sâu hơn, như chó phát hiện, phòng ngừa mối sử dụng trong ngành nghiên cứu hộ đê điều. Chó cảnh sát giúp phát hiện ma túy, săn bắt tội phạm. Chó làm các dịch vụ bảo vệ, chó cứu hộ trong các tình trạng khẩn cấp như động đất, thiên tai, bão lũ. Chó săn bắt mồi, chim chóc. Không thể kể hết những công việc mà chó có thể giúp đỡ hoặc thay thế con người. Nhờ trí thông minh, sự nhanh nhẹn, chó có thể tiếp thu mọi tín hiệu, hiệu lệnh của người điều khiển rồi làm theo. Khi nhìn con người làm mẫu, trí thông minh của chó chỉ đứng sau khỉ nhưng xếp trên cá heo. Tuy nhiên, theo mình
có thể huấn luyện được một con chó thông minh, chứ khó dạy dỗ được nó như con khỉ. Điều đó cho thấy chó là loài vật biết tiếp thu, nghe lời. Nhờ các cơ quan khứu giác, thính giác cực kỳ phát triển nên chó có khả năng nhận biết, phát triển các vật thể, dấu hiệu lạ từ xa để thông báo cho con người đề phòng. Trong văn hóa tâm linh của một số dân tộc, chó được thờ cúng tại các đình thờ, miếu mạo. Tục thờ chó khá phổ biến ở nhiều dân tộc trên thế giới, Đông Nam Á, Tây Á, Đông Á. Trong thần thoại vùng địa Trung Hải và Cận Đông, hình tượng chó kẻ canh giữ gia súc đã sớm trở thành kẻ canh giữ thế giới âm phủ. Chó có rất nhiều loại và từ đó người ta đặt tên cho chúng. Khi nhắc đến những loài chó được huấn luyện để tìm dấu vết tội phạm, phát hiện ma túy thì không thể nói đến một loại điển hình, đó là chó bạc rê. Chó bạc rê là giống chó thuần chủng của Đức. Loại chó này thường có chân cao, bụng thoang, tai to và dựng đứng giống như chó sói. Không thể không thừa nhận chó bạc rê rất thông minh, khứu giác và thính giác rất phát triển. Chính vì vậy mà người ra thường duy trì chó bạc rê truy tìm dấu vết tội phạm, phát hiện ma túy hay những công việc khác cũng đòi hỏi sự thông minh nhanh nhạy. Còn khi nhắc đến chó cảnh thì ta cũng hiểu đó chính là chó nhà. Những con chó này thường được nuôi làm cảnh, đồng thời kiêm cả nhiệm vụ giữ nhà. Có rất nhiều loại chó cảnh như chó mini, chó sù, chó nhật, chó chihuahua, chó bắc kinh. Nếu như lông chó bạc rê ngắn và mượt thì chó cảnh có bộ lông dài, có thể mượt hay sù. Chó hữu ích và rất gần gũi với con người, do đó chúng ta cần chăm sóc tốt cho chúng. Chăm sóc chó cũng khá đơn giản, công việc hàng ngày không phức tạp và việc luyện tập cũng vậy. Với tính hiền lành của chúng thì thật dễ hòa đồng và nhanh hiểu được những điều mà gia đình bạn cần ở. Chỉ cần bạn có thể có sự quan tâm đến chúng và dắt đi dạo thường xuyên, mỗi một tuần thì tắm cho nó một lần, và đôi khi bạn cũng cần chải lông cho con vật yêu của mình. Tiêm vaccine phòng bệnh và chúng cho chúng định kỳ theo chỉ định của bác sĩ thú y giúp chúng khỏe mạnh. Chó là loài động vật rất có ích trong mọi lĩnh vực. Chó là bạn của con người bởi sự thông minh, lanh lợi, trung thành và nhiều tác dụng của nó. Chó được coi là loài động vật rất quan trọng và giúp việc đắc lực cho con người. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe lời cảm tưởng đến những loài chó. Xin hẹn clip sau, mình sẽ làm tiếp tục. Xin tạm biệt các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha.